chào các cô cùng toàn thể tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Thị Thúy, mã sinh viên của mình là EDX K3036 và hiện tại thì mình đang theo học lớp K3 Happy của trường đại học EDX. Và trong buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã cùng nhau đi tìm hiểu đó là trong chính bản thân chúng ta là ai và chúng ta sinh ra để làm gì. Thì cái câu hỏi này nó khá là rộng và cũng là cái chủ đề mà chúng mình đã thảo luận khá là nhiều trong những ngày gần đây và trong những cái buổi nói gần đây của mình trên cái phần bài tập deadline mà hạ nộp về trường. Thì mình nghĩ đó là trong bản thân chúng ta có ai không và chúng ta sinh ra để làm gì. Cái câu trả lời này thì nó là một cái câu trả lời khá là khó và rất là nhiều người chưa thể nào có thể tìm được cái câu trả lời này. Và chính bản thân mình thì mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà thông qua cái quá trình mà chúng ta đi tìm hiểu bản thân chúng ta là ai thì chúng ta sẽ hiểu được phần nào những cái câu trả lời xung quanh và gắn liền với cái câu hỏi này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chính bản thân mình nè, chúng ta sinh ra để làm gì và chúng ta sinh ra có những cái nghĩa vụ như thế nào. Vậy thì làm sao chúng ta sinh ra để trở thành chính mình? Cái câu này thì mình nghĩ là bất kỳ ai trong số chúng ta cũng sinh ra cũng đã từng chạy theo đám đông này, từng không có những cái quan điểm, cái ý kiến cá nhân của mình. Mọi người đều sợ và ngại không nói ra những cái ý kiến, quan điểm cá nhân của mình bởi vì họ sợ ngại, sợ đám đông và kiểu sợ tranh cãi. Thì đó chính là những cái thứ mà tất cả mọi người đều sợ. Và chính bản thân tôi cũng đã bị như vậy. Ví dụ như là bạn tham gia một cái câu lạc bộ guitar đi, thì ở trong cái câu lạc bộ ấy người ta kêu buổi hôm ấy thì câu lạc bộ có ăn một cái bữa tiệc liên hoan và mọi người đang thống nhất cái ý kiến là hôm nay đi ăn gì. Chính trong bản thân của bạn thì bạn cảm thấy là hôm nay thời tiết khá là mát mẻ như thế này, hoặc khá là lạnh lẽo như thế này, mình có thể đi ăn nướng này, thời buổi giờ này thì kiểu ăn thịt nướng cũng rất là sướng đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người xung quanh lại đồng ý với cái ý kiến là đi ăn lẩu. Và cuối cùng thì bạn đi theo mọi người và cái ý kiến là bạn đi ăn nướng thì nó chỉ tồn tại trong cái đầu óc của chính bạn. Và cuối cùng thì bạn đã không nói ra cái ý kiến đó và đi theo đám đông. Thì đó cũng là một trong số những cái lý do mà chúng ta sinh ra không trở thành chính mình. Nhưng mà đó là một vài những cái quan điểm nó khá là tôi chỉ lấy một cái ví dụ nho nhỏ về cái vấn đề đó. Còn nếu mà lấy một cái ví dụ nó lớn hơn một chút thì ở đây tôi có thể lấy một cái ví dụ này. Ví dụ như là trong một cái cuộc họp, và trong một cái cuộc họp và bạn có một cái ý kiến, quan điểm riêng của bạn, nhưng mà có khá là nhiều người ở trong cái phần trăm đó thì người ta lại rất là ngại ngùng nói ra cái ý kiến của mình bởi vì người ta sợ là khi mà mình đứng lên mình nói chuyện thì người ta sẽ bị mình, chính bản thân mình sẽ bị đám đông thu hút và tất cả mọi người đều đổ dồn về. Thì có rất là nhiều người khá ngại ngùng với cái vấn đề này, thế nên là chúng ta đã không nói ra được cái tiếng nói của bản thân mình. Sau đó thì những người xung quanh và chính bản thân bạn sẽ cảm thấy là bạn không thể nào hòa nhập với cái đám đông này, bởi vì khi mà bạn không nói ra cái quan điểm của bạn thì bạn sẽ càng ngày càng sống thu mình trong cái vỏ bọc của chính mình. Sau đó thì bạn sẽ cảm thấy là mọi người xung quanh xa lánh bạn và mọi người xung quanh cũng cảm thấy là cái bạn này đang chơi một cách không hòa nhập với tất cả mọi người, bởi vì bạn không dám nói ra những cái quan điểm và cá nhân của chính bạn để mọi người có thể tiếp thu và sau đó thì có thể là gắn kết được cái mối quan hệ của chính bạn và tất cả mọi người. Thì đó cũng là một trong số những cái lý do mà chúng ta sinh ra để trở thành chính mình. Và có rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh, đấy là những cái vấn đề mang tính chất là có thể giao tiếp, nhưng rất là nhiều vấn đề nó liên quan đến chính bản thân bạn. Và thậm chí là trong những cái vấn đề như vậy thì bạn khá là hoang mang và cái quyết định cuối cùng của bạn là sẽ chạy theo đám đông. Bạn cảm thấy là cái vấn đề này qua cái sự bạn muốn là làm cái ý kiến như thế này, nhưng mà qua sự nói năng của tất cả mọi người, mọi người khuyên bạn như thế này, làm như thế này và không biết là có ý xấu hay ý tốt, nhưng mà cuối cùng thì bạn lại đưa ra cái quyết định là bạn đi theo mọi người chứ không phải là theo cái quan điểm riêng của bạn. Thì cái đó nó cũng có cái mặt xấu và cũng có cái mặt tốt. Thì mình nghĩ là trong bất kỳ một cái mối quan hệ hoặc là bất kỳ một cái câu chuyện nào thì chúng ta cần phải tỉnh táo đầu óc và suy nghĩ cái vấn đề này dựa trên cái phương diện của chúng ta và suy
và sẽ tiếp thu cái ý kiến mọi người theo một cách có chọn lọc, và từ đó sẽ đưa ra những cái ý kiến và quan điểm cá nhân của chính bạn để bạn có thể là đưa ra những cái ý kiến cá nhân, có thể hòa nhập hơn với mọi người về cái ý kiến cá nhân của bạn, và từ đó bạn có thể là tiếp thu được những cái điều hay ở xung quanh cuộc sống của chúng ta, và chúng ta có thể là hòa nhập được với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ trở thành chính mình. Hiện nay thì có khá là nhiều những người ta thường xuyên chạy theo đám đông và thường xuyên đánh mất chính mình. Cái đó nó cũng chính là một cái bản sa ngã, và những cái lời nói của xung quanh, và chính bản thân chúng ta thì quá phụ thuộc đến với cái lời nói của mọi người xung quanh. Vì thế đôi lúc chúng ta lại cảm thấy là chúng ta sinh ra để làm gì, chúng ta có nghĩa vụ gì, mà tại sao mọi người lại có thể xa lánh mình và kỳ vọng bạn, xong rồi có khá nhiều những cái vấn đề xảy ra. Mình vừa đọc một cái câu chuyện ở trên một cái bài báo, người ta nói như thế này: một người đàn ông đi lên một cái hồ, và ở xung quanh hồ đấy thì toàn là cá, và sau đó thì người đàn ông nói cái câu là đại loại ví dụ như là cá bơi xung quanh thì cảm giác khá là vui vẻ, nhưng mà một cái người bên cạnh người ta lại bảo là bạn có phải là cá không mà bạn tại sao lại biết là cá bơi xung quanh như thế này, cá lại cảm thấy khá là vui vẻ. Vậy thì mọi người đang đứng dựa trên cái sở trường của, đứng dựa trên cái tôi của chính mình để phán xét những cái sự việc xung quanh. Vì vậy chúng ta cần phải nghe và có chọn lọc, và từ đó đưa ra những cái ý kiến mà chúng ta cho là đúng, để có thể là làm mọi người để có thể là chúng ta có thể hòa nhập hơn với mọi người, và chúng ta có thể là có cái vấn đề để có nói chuyện với nhau được hơn. Và ở đây thì mình có một cái, đó là chúng ta sinh ra dựa trên cái sự kỳ vọng của mọi người, và đôi lúc chúng ta đánh mất chính bản thân chúng ta. Một học sinh đang ôn thi đại học lớp 12, bố mẹ bạn ấy là rất là kỳ vọng cho bạn ấy và muốn bạn ấy vào trong Đại học Y Hà Nội, và bạn ấy phải học vật mặt cả ngày lẫn đêm, và thậm chí là đi học thêm cũng học, về nhà cũng học, ăn cũng học, ngủ cũng học, và gần như là bạn ấy sống chết với học. Và sau đó thì cuối cùng thì bạn ấy đã đỗ được ở Đại học Y Hà Nội, nhưng mà sau cuối cùng thì bạn ấy học tầm 2 năm thì bạn ấy lại cảm giác như là bạn không thể nào mà thích được cái ngành này, và cuối cùng thì bạn ấy đã bỏ cái môi trường này và đi theo một cái môi trường khác, bởi vì chúng ta sống trong cái sự kỳ vọng của mọi người và luôn luôn đánh mất bản thân mình. Chúng ta không biết được cái chính kiến cá nhân của chúng ta là gì để từ đó chúng ta có thể là đưa ra những cái ý kiến. Ví dụ như nếu mà lúc đó bạn ấy có thể nói rằng với ba mẹ bạn là bố mẹ ơi, con không thể nào học được cái ngành y bác sĩ này và con không thể nào theo được, và thực ra là trong thâm tâm con đang thích đi theo những cái ngành ví dụ như là công an, quân đội, thì những cái ngành như vậy thì nó sẽ phù hợp với con hơn bởi vì con thích những cái ngành như thế, thì có khi bố mẹ bạn sẽ có thể là cho bạn theo học hơn. Nếu mà bạn không nói ra cái ý kiến của chính bản thân cá nhân bạn thì đôi lúc bạn sẽ đánh mất chính bản thân mình với sự kỳ vọng của mọi người. Và đó là cái ý kiến cá nhân của tôi về cái bộ môn, đó là chúng ta sinh ra để làm gì và trong chúng ta có gì. Và rất mong thầy cô cùng toàn thể là các bạn xem và theo dõi, và chúc mọi người có một buổi tối thật là tốt lành.